bằng khoái, ba khoái đóng điện à, khoái mặt à, chín cỏ rất đẹp, yến chín rất đẹp. Rất to. Hôm qua về xuống xe mà nó vẫn bình thường, lại đi 600 cây. Đi. À thật. Đấy đâu. Ăn rừng khó nói rồi. Giờ gầy 20-10 thôi, gầy quá. Cái này biếu chắc 22 mấy. Sừng thì đầu cũng cứng lắm ấy. Đây, cái rừng thối này nó ăn hết. Ê! Thế đâu? Ít. Ít nữa. Sừng thì ok luôn rồi, có để béo ra thì nó bay á. Bộ sừng khó nói, bộ sừng thì quá ok luôn. Nó gầy quá mà, trâu từ Campuchia về nó gầy. Đấy nè, chín cò thì nó xuống thì mẹ khó nói. Có để béo ra nó 20-30 á, nó gầy lắm. Hôm qua 4 giờ mới đến. Hôm kia là 4 giờ xuống. Kinh chưa? À. Để cả. Mặt đẹp. Đầu to mắt đẹp. Khoái mặt thì không nói rồi. Chín thì khó nói rồi. Chân tay bụ, chân tay thì khó nói. Chân to, móng đẹp. Tiếu ớt. Tua chi ở đây chi ở tại Campuchia cho căng à, là bộ tổ căng rồi à, là bộ tổ bú sắt rồi à.
nó hàn thật, thái trầu kèo chỗ nào nó lên chỗ đó hàn đó. À. Chín mẹ nó xuống chín rồi. Hả? Nó sẽ chế buồn đau gì hết này. Cảm ơn. Dài châu thật. Quá dài châu. Chỉ đây, chỉ nó xuống thì còn nói. Chỉ điên. Chìm xuống đẹp đấy.